Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, trên địa bàn thành phố có không ít những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng khi tròn 20 tuổi. Đây không những là niềm tự hào mà còn là động lực để thế hệ sau tiếp nối, viết tiếp trang sử vàng cũng như thành tựu đáng trân trọng trong 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố. Đợt kết nạp đảng chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ có hai sinh viên ưu tú vừa tròn 20 tuổi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Đó là sinh viên Trần Thảo Vi và Nguyễn Hữu Lộc. Khi mà được kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng, em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Bản thân em thì luôn cố gắng hết mình trong việc học tập chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó thì em cũng tích cực tham gia các hoạt động do trường để có thể là phát triển thêm kiến thức của bản thân và giúp ích được cho mọi người. Bằng sự phấn đấu rèn luyện của bản thân và sự chăm bồi của chi quỹ, chiến sĩ trẻ Nguyễn Đức Thanh, công an quận Bình Thủy cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng trong dịp này. Qua quá trình công tác, phấn đấu và rèn luyện trong môi trường công an nhân dân, vừa qua tôi đã được kết nạp vào đảng. Đó là một niềm vinh dự và tự hào của tôi là một đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học tập, trau dồi bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên mới dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ trực thuộc thành ủy đã tập trung tạo nguồn, chăm bồi phát triển đảng viên mới từ học sinh, sinh viên, hội viên, đoàn viên. Trong số các đảng viên mới kết nạp vào tháng 11 vừa qua, có 10 đảng viên tuổi 20 là sinh viên, đoàn thanh niên, chiến sĩ công an, thành viên ban chỉ huy quân sự phường. Kết nạp đảng vào ngay tuổi 20 nhờ nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Với một vai trò là đảng viên trẻ, tôi luôn ra sức học hỏi, trao dồi thêm kỹ năng và làm tốt những nhiệm vụ và của cấp ủy và đoàn phường giao cho. Tạo nguồn đối với cái lực lượng thanh niên trẻ trong cái lực lượng mà của đoàn viên thanh niên, hay là các cái trong cái đoàn viên hội viên của đoàn thể, nó có cái phẩm chất đạo đức về tư tưởng chính trị á, thì đưa đi để mà học cái lớp đối tượng đảng, để mà sau đó thì giới thiệu từng cái cấp ủy chi bộ để chăm đồi, để tạo cái nguồn để phát triển cho nó đạt cái chất lượng. Việc chăm bồi tạo nguồn này thì được xây dựng thành những cái kế hoạch cụ thể và được giao cho các đơn vị như là các chi bộ và đặc biệt là đoàn thanh niên của trường để có thể phát hiện nhanh sớm đối với các đoàn viên ưu tú. Từ đó các chi bộ mới tiến hành cái việc chăm bồi để giới thiệu cho đảng ủy trường công nhận là đối tượng đảng, từ đó tiếp tục hỗ trợ các bạn để đạt được những cái tiêu chuẩn trước khi kết nạp đảng. Những đảng viên tuổi 20, lứa tuổi đầy nhiệt huyết sẽ phát huy truyền thống cha ông, xung kích đi đầu, tiền phong gương mẫu xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phồn thịnh.